Rồi, hello anh em ha. Tiếp theo clip của chiều ngày thứ ba ngày 12 tháng 12 nha anh em ơi. Lên cho anh em xem một bộ giáp bươi chà gia công nha anh em. Bốn mái một trống nha. Cặp trống mái lớn á. Mái là 1,7 kg rồi nha anh em, sắp có trứng so. Con trống này là 2,450 kg nha. Chặng con trống này tầm từ 2,7 kg 2,8 kg độ lên đó nha anh em. Cả mới tầm gần 7 tháng thôi. Còn ba con mái còn lại thì tầm từ 1,4 kg tới 1,5 kg 1,6 kg nha anh em ha. Bàn mái rất là to hơn nha. Mái chặng đẻ tầm từ 1,8 kg tới 2 kg, hơn 2 kg nha anh em ha. Tùy anh em mình chăm nha. Trống mái dáng liền lạc rất là tốt nha anh em. Gần ha. Tốp này thì nó hơi lỡ cỡ cái tuổi của nó nha anh em. Hơn 4 tháng mà cũng chưa phải là trưởng thành. Nên em để cái giá tương đối là mềm cho anh em nha. Tốp này em để tất cả là 7 triệu nha anh em. 5 con tất cả luôn nha. Đó. Anh em nuôi chơi cũng được mà anh em nuôi gia công cho em đều ok hết nha. Rồi, ai có mến thì alo em. Chào anh em. Chúc anh em một buổi chiều vui vẻ.